mỗi ngày trên trường nó đã quá khổ rồi. Vì vậy mỗi lần mà thấy con nó điểm thấp là đừng có la nó nữa, tội nghiệp lắm. Thấy con điểm thấp là mình phải mừng. Cái lý do thứ nhất là có khả năng nhà mình có Thomas Edison thứ hai. Cái lý do thứ hai là mình cần phải làm cho con mình được dịu xuống. Tôi nhớ lần đầu tiên con tôi nó bị điểm xấu. Bình thường mà tôi làm việc là tôi ngồi tôi làm thế này là nó đi về sau lưng tôi á. Hôm đó nó đi về cách khoảng 3 mét mà nó đi bình thường nó thấy tôi là nó chạy vào ba ba nó ôm cổ. Nhưng hôm đó tự nhiên tôi thấy nó đi nhẹ nhẹ. Mình nhìn qua cái màn hình laptop á là tôi thấy anh chàng vừa đi vô. Tôi nói kêu mới đi học về hả con? Thế anh nói dạ. Cái hỏi hôm nay trên trường có gì vui không? Anh nói dạ. Cái tôi nói hôm nay trên trường có gì vui không? Nhớ nghe, câu hỏi là hôm nay trên trường có gì vui không con? Ghi câu đó xuống đi. Chứ đừng có về mà vừa thấy mặt nó hôm nay được mấy điểm 10. Câu hỏi đó nó áp lực dữ lắm, hiểu không? Mình hỏi là hôm nay trên trường có gì vui không con? Để cho khi mà nói tới vui cái là cái mặt người ta nó dễ chịu hơn. À, chứ đừng có hỏi là hôm nay trên trường có mấy điểm 10. Cái câu hỏi đó nó hướng về cái kết quả. Nó làm cho đứa nhỏ bị áp lực ha. Hôm nay trên trường có gì vui không con? Cái nó nói dạ. Hỏi thông thông là nó cứ nói dạ. Và theo cái kinh nghiệm của tôi làm cha của nó thì tôi biết rằng khi con tôi mà nó dạ nhẹ nhẹ hai ba cái là nó đang có chuyện gì đó. Thì tôi nói có gì hay kể ba nghe với. Lâu quá ba không đi học, không biết trên trường có gì vui không. Cái nó nói dạ. Hôm nay con bị điểm 3. Cái nó thương cái gì. Hồi xưa ba đi học bị điểm 1 hỏi gì. Cái nó nghe vậy tự nhiên nó mở cười trong bụng nó nói thì hả ba à. Tức là nó thấy ba của nó nhiều người kêu thầy này thầy kia. Nhưng mà bị điểm 1 nó điểm 3 là quá giỏi rồi. Sau khi mà nó đã mở được cái lòng nó ra rồi thì mình nói tiếp câu là ủa mà sao bị điểm 3 vậy à, hôm qua quên học bài hả? Cái nó nói dạ tại vì cô ra đề con thấy dễ quá, con làm nhanh quá mà nó lộn. Bao nhiêu người thấy là mình làm lộn là chuyện bình thường. Ê, đời của chúng ta lộn quá chừng quá đó thế. Ê, chúng ta sai lầm biết bao nhiêu thứ trên đời, nhưng mà con chúng ta thì chúng ta lại không cho nó sai. Và khi mà nó thế thì theo con lần sau mình phải làm gì để nó đừng bị điểm 3 nữa nhỉ? Nó nói nhất định lần sau con sẽ đi làm cẩn thận hơn, mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua được không? Nhưng mà có nhiều người thì họ vừa thấy điểm sắp thì họ sẽ gào lên, bởi vì họ nghĩ trong đầu là con của mình là phải điểm 8, điểm 9, điểm 10, chứ thậm chí mà tụt xuống điểm 7 là họ tức tối. Như vậy thì tội nghiệp đứa nhỏ lắm. Tại vì chúng ta phải hiểu rằng kết quả của một đứa trẻ nó bằng việc dạy cộng với việc học, phải vậy không? Kết quả học tập là bằng dạy cộng học, đúng không? Vậy thì con của mình nó kiểm soát được cái nào? Nó kiểm soát được cái này thôi. Chứ còn dạy như thế nào nó có kiểm soát được không? Không. Vì vậy mỗi lần kết quả học tập nó diễn ra thì chúng ta phải tìm hiểu xem tại sao kết quả lại thấp như vậy, có cách gì giải quyết nó tốt hơn không, làm cho nó tốt lên hơn không. Chứ còn mà chúng ta cứ nhìn cái kết quả mà chúng ta chửi con chúng ta thì tội nghiệp nó quá, bất công với nó quá. Và nhớ nè, lại có những người họ tức giận là tại vì họ thấy điểm thấp họ điên lên. Tại vì họ nghĩ rằng mày mà học kiểu này là sau này thành công chỉ dâm bò, đời mày không thể làm được cái trò trống gì đâu con ạ. Nhưng mà họ thừa biết rằng đó có phải là sự thật không? Điểm thấp sau này cuộc đời có tiêu không? Có khi là đúng, nhưng mà không phải do điểm thấp tạo ra, mà do cái tự kỷ ám thị đứa nhỏ nó nghe. Cái sự lặp đi lặp lại của mình làm cho đứa nhỏ nó tin và nó tự nói với chính nó là đời của nó tiêu nên nó tiêu, chứ không phải do điểm số. Nghe kỹ điều này, người ta giàu có nó không phụ thuộc vào điểm số cao hay điểm số thấp, nó phụ thuộc vào rất nhiều điểm số. Bởi vì ai ở đây đã từng thấy nhiều người bằng cấp cao nhưng mà họ vẫn nghèo như thường, đưa tay lên. Cảm ơn các anh chị. Bởi vì sự giàu có nó không đến từ bằng cấp, mà những cái người mà bằng cấp càng nhiều ra đời họ càng khổ, thành tựu họ càng bị giới hạn. Lý do rất là đơn giản, tại vì ông bà mình dạy là thời gian đặt ở đâu thì thành tựu nó xuất hiện ở đó. Nếu mà con của mình hoặc chính bản thân mình tập trung vào học, học tức là tập trung vào những con số, con chữ, thì suy ra nó sẽ ra cái bằng. Nhưng mà mình ra đời thì mình không làm việc với con chữ, với con số không, mà chính nhất mà muốn thành tựu là mình phải làm việc với con gì? Con người.
Nếu chúng ta dành thời gian cho con chữ và con số thì bằng cấp chúng ta sẽ nhiều và cao. Nhưng mà để có thành tựu lớn thì phải làm việc được với con người. Tại vì chúng ta có giỏi đến cỡ nào, một ngày cũng chỉ có mấy tiếng đồng hồ, 24 tiếng. Nhưng nếu mà muốn làm một kết quả đột phá, thay vì một người cực giỏi, khỏe như con trâu, khiêng được một mình, người bình thường khiêng được 30 bao xi măng, cái anh chàng đó khiêng được 100 bao, rất xí. Tôi thì không khiêng được như anh ta, nhưng mà tôi tập hợp được 100 người, mỗi người khiêng 30 bao, thì được mấy bao? 3.000 bao. Các anh chị hình dung không? Nếu mình muốn có thành tựu đột phá, thành tựu lớn, thì có một cái loại năng lực nhất định phải luyện thật là thành thạo. Đó là năng lực làm việc với có người. Các anh chị thân mến, nếu các anh chị nghe những kiến thức này và các anh chị thấy nó có giá trị với các anh chị, thì xin các anh chị hãy bấm nút chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Và các anh chị cũng đừng quên bấm nút subscribe kênh nha. Các anh chị bấm vào nút hình quả chuông ấy, đấy, ngay cái hình quả chuông ấy. Và khi các anh chị bấm vào hình quả chuông thì khi tôi có một cái video clip mới thì ngay lập tức các anh chị sẽ nhìn thấy nó. Nhớ bấm vào nút subscribe kênh nha. Và đừng quên chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị.